A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A à, về Tôi xin chào các em nha Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài Khoảng trời hố bơm Bây giờ thì các em hãy đọc văn bản Khoảng trời hố bơm trang 87 đến 88 sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 và thực hiện các yêu cầu bên dưới các em hãy ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 nhé. Câu 1 trang 88 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 2. Nhân vật chủ... nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? A. em, cô thanh niên xung phong. B. tôi, người lính trên đường hành quân. C. đồng đội của tôi, những người lính và D. bạn bè của tôi, những người có gương mặt em riêng thì đáp án ở đây chính là A, em cô thanh niên xung phong. Câu 2, trang 89 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2, phương án nào nêu đúng về các hình ảnh ngọn lửa vì sao người vì sao người chói lung linh Làng mây trắng vần dương trong bài thơ? A, hình ảnh tả thực khung cảnh hố bom nơi người nữ thanh niên hy sinh. B, hình ảnh tả thực con đường hành quân của nhân vật trữ tình. C. Hình ảnh biểu tượng cho sự bất tử của vẻ đẹp thanh xuân và tâm hồn người nữ thanh niên xung phong. Và D. Hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên đất nước. Đáp án chính xác là câu C. Hình ảnh biểu tượng cho sự bất tử của vẻ đẹp thanh xuân và tâm hồn của người nữ thanh niên thanh niên xung phong. Câu 3. Trang 89. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10. Tổng 2. Khổ nào trong bài thơ thể hiện sự hy sinh dũng cảm của người vụ của người nữ thanh niên xung phong. A. Khổ 1 B. Khổ 2 C. Khổ 4 và D. là Khổ 5 Đáp án chính xác là khổ 1 Câu A Câu 4 trang 89 Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 Tập 2 Phương án nào sau đây không thể hiện nội dung của khổ thơ thứ tư A. Sự bất tử tự... A. Sự bất tử hóa vẻ đẹp cao cả của người nữ thanh niên xung phong B. Cảm hứng ngợi ca trân trọng hy sinh cao cả của người nữ thanh niên xung phong. C. nỗi đau đớn bị thương trước, nỗi đau đớn bi thương trước sự hy sinh của người nữ thanh niên xung phong. Và D. ý nghĩa cao cả của sự hy sinh dũng cảm ở những người nữ thanh niên xung phong. Đáp án chính xác là câu C. nỗi đau đớn bi thương trước sự hy sinh của người nữ thanh niên xung phong. Câu 5 trang 89 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2, phương án nào nếu đúng Phương án nào nêu đúng biện pháp tu từ sử dụng trong dòng thơ Cái chết em xanh khoảng trời con gái Và tác dụng của biện pháp đó A. Ẩn dụ Sự trân trọng, xúc động, sâu sắc trước hành động hy sinh dân hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong B. Hoán dụ sự, sự khẳng định vẻ đẹp tâm hồn bất tử của người nữ thanh niên xung phong C nhân hóa, sự hy sinh, dân hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong đã thấu đồng cả thế, thiên nhiên. Và D. So sánh, sự hy sinh, dân hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của, cho tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong cao cả đẹp đẽ như khoảng trời còn mãi. Đáp án chính xác là câu B. Hoáng dụ, sự khẳng định vẻ đẹp tâm hồn bất tử của người nữ thanh niên xung phong. Câu 6 trang 89 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2. Điểm gặp gỡ giữa nhân vật người nữ thanh niên xung phong trong bài thơ trên và người lính trong bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo của Trần Đăng Khoa là gì? A. tâm hồn lạc quan yêu đời. B. tình yêu cao cả dành cho Tổ quốc. C. tình yêu lứa đôi thủy chung son sắc và D. nỗi nhớ quê hương, gia đình, gia diết Đáp án chính xác là câu B. Tình yêu cao cả dành cho Tổ quốc. Câu 7 trang 90, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, cộng 2, em hiểu như thế nào về nhan đề bài thơ Khoảng trời, hố bom. Thì ở đây, nhan đề Khoảng trời, hố bom đã gợi ra sự đối lập giữa trên, dưới, rộng, hẹp, bình yên, chết chóc, sự vô tận và cái kết thúc. Nếu như khoảng trời là một không gian cao rộng, thanh bình, thì hố bom là, như, là nơi dẫn đến sự chết chóc, hiểm nguy đặt hai cụm từ mang ý nghĩa trái ngược nhau, có tác giả đã vừa làm nổi bật hiện thực chiến tranh tàn khốc, ác liệt, vừa cho thấy tinh thần lạc quan, dũng cảm của con người. Câu 8 trang 90 sẽ giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 2 chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ trong bài thơ. Thì ở đây, cô chọn biện pháp tu từ là so, so sánh và nói giảm nói tránh. Em nằm dưới đất sâu như khoảng trời đã nằm yên trong đất. Tác dụng ở đây là chỉ người lính đã hy sinh trong chiến đấu, nhưng thực ra, nhưng nhưng sự ra đi của họ lại nhẹ nhàng, bình yên, thanh thản như một giấc ngủ, ngoài đó làm giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát. Câu 9, trang 90, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, bài thơ gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với tổ quốc. Ở bài thơ thì chúng ta phát hiện rằng những gì chúng ta đang có và hưởng thụ trong ngày hôm nay đều nhờ vào những hy sinh, cống hiến của thế hệ trước. Vì vậy thì chúng ta có, chúng ta cần sống có trách nhiệm, trân trọng cuộc sống hiện đại, hiện tại, luôn cống hết, luôn hết mình cống hiến, phụng sự cho tổ quốc bằng cách chăm chỉ học tập, lao động, sáng tạo. Câu 10, trang 90, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2, từ hai dòng thơ, gương mặt em, bạn bè tôi không biết nên mỗi người có gương mặt em riêng. Hãy viết một đoạn văn khoảng 6 đến 8 dòng thể hiện cảm nhận về nhân vật em trong bài thơ. Các em có thể tham khảo đoạn văn dưới đây nha. Để đất nước của chúng ta được như ngày hôm nay, biết bao con người đã anh dũng hy sinh, họ là những con người vô danh trong hàng ngàn người chiến sĩ anh dũng. Gương mặt em, bạn bè tôi không biết, nên mỗi người có gương mặt em riêng. Trong bài thơ Khoảng trời, hố bom, người con gái mở đường ra đi, nhưng em đã thành công dẫn lối, mở đường cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Em đã ra đi thầm lặng, dù không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng những người nhưng những con người như em đã làm nên đất nước và được mọi người ghi nhớ công ơn. Và như vậy là chúng ta đã soạn xong bài Khoảng trời hố bom. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang bài Hướng dẫn tự học trang 90, tập 2. Câu 1 trang 90, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, tìm đọc thêm một số bài thơ về chủ đề quê hương, đất nước. Các em có thể tham khảo một số bài thơ như Đất nước của Nguyễn Phúc Khoa Điềm, Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, Việt Bắc của Tố Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng. Câu 2 trang 90, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, lưu lại học thuộc lòng một số câu thơ và uh, một số câu thơ hay và ghi chép cảm nhận đánh giá về một bài thơ hoặc một vài câu thơ đã lựa chọn thuộc chủ đề quê hương đất nước và cụ thể thì ở trong đoạn văn này cô sẽ đánh giá một số câu thơ nằm trong bài Việt Bắc của Tố Hữu các em có thể tham khảo nha trong bài thơ Việt Bắc Tố Hữu đã bộc lộ niềm biết ơn trân trọng và ngưỡng mộ sâu sắc trước khí thế chiến đấu hào hùng của dân của quân đội ta. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất nung, quân đi tiệp điệp cụ trùng trùng, ánh sao đầu súng, bạn cùng mũ nang. Từ của ta được sử dụng đã thể hiện niềm vui, niềm tự hào khi làm chủ một vùng đất. Khí thế quân ta được diễn tả đầy tự hào trong từng câu thơ, khác từ lái như điệp rầm rập điệp điệp trùng trùng đã gợi ra hình ảnh từng đoàn quân ngút ngàn ra trận lớp nọ nối tiếp lớp kia đông đảo về lực lượng mạnh mẽ về khí thế hình ảnh so sánh như là đất nung gợi cảm giác những đoàn hoạt hành quân ngày đêm với khí thế rung chuyển trời đất những bước chân của họ mang theo cả khát vọng đánh đuổi quân thù niềm tin chiến thắng phai lòng yêu nước nồng nàn những bước chân ấy đã tạo nên một khí thế vô cùng mạnh mẽ quyết liệt có thể lấn lướt mọi khó khăn thử thách và như vậy là chúng ta đã soạn xong bài hướng dẫn tự học lớp 10 trang 90 tập 2. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Khóa học việt sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách.